Gia đình ly tán, lạc mất người thân trong nhiều năm vì nhiều lý do khác nhau, luôn để lại những nỗi đau và sự day dứt cho mỗi người. Đã có rất nhiều gia đình trong những năm qua đi tìm người thân trong vô vọng hoặc không thể tiếp tục tìm kiếm vì hoàn cảnh khó khăn. Gần đây, thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không ít gia đình đã được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Đến hôm nay, bà Phạm Thị Minh, công dân Mỹ gốc Việt và ông Phạm Văn Dung ở Bình Phước vẫn chưa hết xúc động vì cuộc hội ngộ bất ngờ này. Năm 1972, do chiến tranh, bà Minh và em trai là ông Dung lạc mất nhau. Khi rời Tổ quốc, giấy tờ quý giá nhất mà bà giữ được là tấm thẻ căn cước và tấm ảnh bà chụp với mẹ hồi còn nhỏ. Đó chính là chiếc chìa khóa để bà Minh tìm thấy em trai duy nhất của mình sau 50 năm xa cách. Từ thông tin trên tấm thẻ căn cước cũ của bà Phạm Thị Minh, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã tiến hành truy cập, giáp nối, đối chiếu thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sàng lọc mẫu và cơ quan công an đã tìm ra ông Phạm Văn Dung, em ruột của bà đang ngụ tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh trong sự bất ngờ của cả gia đình. Trời đất ơi, 3-40 năm rồi tôi kiếm em đâu, tại sao 4 tiếng hồ tôi kiếm được. Tìm mấy chục năm không gặp nữa thì mình nghĩ là chắc hết rồi, không thể gặp được nữa. Mình nghĩ là cái chuyện đó trong mơ thôi chứ không thể nào tin nổi. Giấc mơ của hai chị em đã trở thành hiện thực nhờ vào hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đây là hệ thống đang quản lý tập trung, thống nhất thông tin của gần 100 triệu công dân Việt Nam, được đưa vào vận hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Hệ thống đã thu thập, bổ sung thông tin dân cư trên cả nước, đồng bộ và cấp mã số định danh cá nhân. Khi công dân đi thực hiện các cái thủ tục hành chính, chuyên ngành của từng lĩnh vực, sẽ được khai thác trực tiếp từ dữ liệu quốc gia dân cư. Việc kết nối đồng bộ thông tin giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các cái thủ tục một cách thuận lợi, nhanh chóng thì giúp người dân tiết kiệm được rất nhiều tiền của trong việc đi lại cũng như chi phí trong cái việc xác minh thông tin, điều chỉnh thông tin. Trong tháng 12 năm 2022, cũng từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, gia đình cụ Kiện 102 tuổi, cụ Hơn 94 tuổi ở Kim Bảng, Hà Nam đã gặp lại được người thân ruột thịt của mình là bà Lê Thị Hạnh, 73 tuổi, đang trú tại tỉnh Đắk Lắk sau 35 năm thất lạc hoàn toàn mất thông tin. Chị mình đi xa lâu rồi, bây giờ thấy chị về rất là xúc động, mừng rỡ lắm. Những cuộc trùng phùng xúc động này đã cho thấy giá trị to lớn của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số của ngành công an và những lợi ích thiết thực cho người dân mà hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại.